Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Nấm đang đi kiểm tra thử cái kết quả sau khi phân lọc mà hôm bữa mà Nấm lựa cái cây mập á. Nha. Thì coi thử hôm nay là ngày 19, tức là Nấm đã phân lọc được 4 ngày rồi. Thành quả đạt được thì khá là ok. Đẹp. Chuẩn. Chưa thấy cái sự nhiễm nào ở đây. Ngày 15 tháng 7 này. Cây mập nha. Như chữ mập thôi, rõ ràng này để mình biết. Còn ở dãy bên tay thì cây là ốm hơn, ốm trung bình, F0 trung bình đây. Cây là cũng không có ốm lắm. Đẹp. Mập này. Ok, ôi, đây. Hôm bữa mình nó có một cái chai nó bị như thế này, đó là khi mình di chuyển á, cái là anh bị rớt mép thành đây, anh này cũng bị rớt này, cái mô nó bị rớt vào bên mép thì không sao hết á. Thì nếu như mà mình mai mốt mình ra F1 thì mình lựa điểm mình cắt thôi. Cái gì rồi, thành quả như vậy là ổn rồi đây mọi người. Đây giống đông trùng hạ thảo nha. Đây khoảng cỡ tuần nữa thì mình sẽ ra F1. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Rồi khi F1 ra F2 rồi ra lỏng rồi cấy ra phôi đông trùng tiến hành sản xuất.